đó, sao su hào rồi, su 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 té nè kia vô dây chuyền giữa chén nè, 1 2 3 4 5 lao đó, ngoài kia rửa xà bông xong vô rửa nó nhất nước hai. Trời ơi, sao trời ơi, Đồng Tháp xuống đây hả? Vô đi, mày sao, mày sao? Mày vô, mày vô. Chọn chọn cho đều đi, lát người mì không, người đau không? Đó. Đây, rất là nhiều người là thích món này đang chờ. Vì sao? Ai vì sao? Chỗ này đó là vì sao? Chỗ này là bún người ta luộc nè, đem vô trộn trộn thêm đó. Đó. Vô, đó, vô. Rồi rồi lấy giùm cái này nè. Đây cầm luôn. Đó, đây nè, trộn bún nè. Đó. Gỡ bún, bún gạo. Bún này tối quá, qua là bún sáng. Để dầu vô làm cho nó không dính. Gãy vậy thôi nào. Canh bí đỏ à, thợ nấu Hồng Kông, chú kia nói thợ nấu rước bên Hồng Kông qua một bên hông cho lớn đó, sao quậy qua đây đứng đó, trời nó thơm một bộ luôn kìa, đó canh bí, canh bí rồi, canh chua đâu? Chua đây à, người phụ nữ quyền lực ra mạnh mẽ nè đó. Đó sao su hào rồi, su 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 đó đâu đó, giải pin, giải pin. Rồi bà bỏ gia vị vô chưa? Rồi hả? Rồi có nếm thử không? Đây nè, đây ăn này nữa nè. Rồi bên đây nữa nè. Trời ơi. Đây nè, xào củ cải trắng. Này, món này trụ rau cần. Trộn mì hả? Thấy phụ nữ khỏe không? Rồi xong. Qua con gì đẹp nữa nè. Tôi đứng này tôi đổ mồ hôi luôn rồi đó. Chọn nàng mốt về hai chuột, hai cái tay chuột bự chà bá luôn nè.
À, về khỏi 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 thì lập ghim ghiết vậy đó. À, đó đó này còn hơn tập ghim nữa. À, vừa tay nó khỏe mà vừa nóng nó chảy mỡ nữa. À, đang mở khỏi uống thuốc giảm ốm. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi quán bên đây nè, đang xào gì nữa đây, đang xào mít. Đó mít là tôi đứng ngay cái lò luôn nè các bạn, lò chùm củi đây. Đó. Lò chùm củi này, củi mà. Mấy vợ Long An đã đó. Má sợ mày yếu á. Mấy sửng này. Mấy sửng này. Đổ đây, vỡ uống ngay chẳng nghe. Ngay chỗ giữa luôn. Rồi. Ai biết từ đâu. Khiên chưa, khiên chưa, khiên chưa. Nó mới này, càng đây. Khiên đây, khiên đây. Kiên ai cũng dành kiên đó nè, giờ kiên đi. Đọc đầu vô chưa? Kiên thì hiên được rồi đó. Gặp lắm rồi đó. Bên kia ta hết câu ăn rồi kìa. Ở này còn gấp hơn nữa nè. Quay chén mày, quay hai con này đây vậy? Đây, giờ quay tiếp nè. Dạ hả? Phải không? Dạ, em biết. À, thấy xuất hiện trên mạng chưa? Dạ. À, thấy xuất hiện trên mạng chưa? Em về em bớt mấy chưa coi. Trời ơi, tí xíu là mở cho con. Dạ. Dạ, bác nhìn YouTube á anh. À. Bữa qua là chị làm gì ta? Nấu chua. À, nấu chua. Mới là trộn tiêu thôi. Rồi bữa nay làm gì? Đang nấu chua. Nấu chua nữa. Rồi rồi mấy ông này khiêng nè, rồi đưa rồi hai thanh niên trẻ nè khiêng vô. Đó đó vô kìa đó, ông kia đi theo phụ trời đất. Trời ơi đi không biết đường đi luôn kìa, đi không biết đường đi luôn. Trời ơi kìa, yeah, đó kiên chạy chứ chạy giặt á đó. Đó chạy không ơi, dây chuyền giữa chén nè, 1 2 3 4 5 lao đó, ngoài kia rửa xà bông xong vô rửa nước nhất nước hai nước ba nước bốn xong tới đây đó. Đó đó, đó. Một dây chuyền giữa chén đó. Bên kia là các bạn. Dây này dài nhất, mấy cái dây kia nó hơi ngắn. Đó, đó, hai bà đây ốp. Xách nước hả? Xách nước rửa chén hả? Đi qua kia đi, con quay. Đây. Rồi đứng đó đây. Quay đi. Đây. Đây nè, đó. 1 2 3. Đây.
đi xiêu chịu chén đó, ngồi người nào ngồi chỗ cứ thao 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 để qua chén này, hai nước xong rồi qua tới xà bông nè, xong rồi qua bốn cái thao kia đó. Cứ bình thường, trời ơi bắt cả đó, thấy không trời ơi giữa chén là bà ai cũng vui hết, ai cũng cười hết đây bà cô nè, cười cái luôn chị bịt khẩu trang có thấy gì đâu đây. Sao người ta làm không đứng không mà trời, người ta làm không mà không đứng không uống vô má kìa. Trời ơi đứng uống vô má nè. Dạ quay thấy cực khổ vậy hả? Rửa sao rửa chừng nào hết chén mới nghỉ hả? Rửa chừng nào hết chén mới nghỉ hả? Vậy hả? Vậy hả? Rửa chừng nào hết chén về nha, rửa tới mai chưa hết chén nữa đó, lo thông báo đó. Chúng tôi đề nghị quý quan khách cùng đồng đạo nam nữ luôn quan tâm đến nhân gian của mình như quý tờ tùy thân, nữ trang, tiền bạc mang theo, hãy thận trọng gìn giữ và cảnh giác cao độ hầu có sự đáng tiếc xảy ra. Quý đồng đạo và các tham quan tâm nam nữ là các quán người dân, các loại của chúa nhóm tướng kém chất lượng, không một vệ sinh gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng. Định chiến khô đi chỗ rồi nước nè, nước đây nè, nước đâu đũa rồi lau đũa rồi bạn thấy làm toàn tự nguyện không? Có người đi lau chén nè. Đó. Đó nào luôn. Chén không? Đó luôn. Đây đẹp đây đẹp. Đó. Đây. Giật mặt ra, giật mặt ra. Giật mặt ra. À, đó trời ơi. Đi đâu đây đi, dùng trời ơi sao? Trời ơi Đồng Tháp xuống đây hả? Lúc này có cái linh chưa? Có rồi. Có rồi hả? Dạ. Quên nữa, bữa nay nhiều ký, cá linh nhiều ký. Cá linh giờ nhiêu ký? 150 không? 300 ngàn. Được rồi, cá linh giờ mình có giá 25 ngàn. Giữ, trăm rưỡi. Mới đưa linh nó rồi về tới 300 ngàn cái rồi. Bữa nay tục rồi, trăm rưỡi. Qua đây nè, trưng qua đây nè. Đây. Sao? Cá linh 150 ký. Ôi, quán mì nè, quán mì. No, 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 rồi, không ăn mì đâu. Chị ở Đồng Tháp. Lau chén nào hết chén về nha. lau nào hết chén về nha. Đi đâu? Tối nay còn đi cúng nữa chú ơi. Đâu?
Dạ đây phòng giữ lại hả? Ai đến? Có mình tôi cho tôi đến. Đây em đây, chân dập cái loại chén này. Rồi 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 rồi, để tôi phụ lên bộ chén này. Đây hết chưa? Đây hết chưa? Đây hết chưa? Quá vui luôn. Trời ơi, một năm chỉ có một ngày. Sao nghỉ rồi? Năm thôi là mà không ai chịu có mấy ngày này làm mà thôi. Sao một năm có làm hả? Một năm chỉ có mấy ngày này thôi. Vui là chính. Vui là chính. Bữa nay làm hết mấy chén này về nha. Vui là chính. Hết chén này về. Vui là chính. Chứ vui là chính à. Dạ, làm hết chén này về nha. Rồi, ok, ok. Chỉ nói là chỉ lao hết chén về làm chứng luôn. Làm chứng luôn anh làm chứng. Tự nhiên bây giờ đưa qua quay chị gái. Quay cái đẹp, quay đủ cái vui lắm, vui lắm, quảng cáo vui cho em quái. Đây nè, trời ơi, đùa cho con không? Đây nè, đùa nè. Đũa đây. Đũa. Đây nè, làm ai cũng vui hết. Đây nữa nè. Đó. Đây nữa. Có chị đẹp gái, chị đeo khẩu trang à. Chị đẹp gái, chị đeo khẩu trang rồi. Trời, trời, sợ ông trả ghen. Đó, đây. Rồi, đũa chén thiên vô. Cứ thiên vô là cứ ngồi tại chỗ lao thôi. Đội lao chén. Nó khi chén dơ nó kêu nước sôi, còn mấy ông kia kêu cơm nữa kìa. Đó, kêu dài 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 kìa. Đây, rồi. Chén sạch thì kêu vô. Cứ kêu ra, kêu vô, kêu ra, kêu vô, kêu tới chiều luôn. Rồi sao? Nãy giờ có làm gì không? Giờ ăn mì trời. Đó chơi thôi. Dạ không có. Lên đài đà, lên đài đà. À, hả? Dạ chưa có lên đài. Không biết có lên đài Đồng Tháp nha. Không có lên đài Đồng Tháp. Không có.